Mới đây, truyền thông Nga cho biết Ukraine đang tìm cách phá hủy các cầu phao của Nga sau khi phá hủy và làm hư hại ba cây cầu bê tông ở tỉnh Kursk. Sau khi các cây cầu chính bắc qua sông Seim bị vô hiệu hóa do lực lượng Ukraine pháo kích và không kích, quân đội Nga đã buộc phải thiết lập các cầu phao để đảm bảo việc liên kết vận tải và khẩu cần trong khu vực chiến lược quan trọng. Theo Avia.pro, lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện các hành động quân sự mới nhằm làm gián đoạn phương án của Nga. Máy bay không người lái sẽ được Kiev sử dụng trong kế hoạch này. Trước đó, các lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm phá hủy một cây cầu sắt của Nga ở vùng Priyansk. Theo dữ liệu được Nga công bố, ba máy bay không người lái Ukraine đã xuất hiện ở Priyan, hướng tới cây cầu dài 450 m bắc qua sông Desna. Hai trong số ba chiếc máy bay không người lái đã cố gắng tấn công cây cầu nhưng thất bại. Chiếc máy bay không người lái thứ ba đổi hướng và bay về phía làng Belaya, Pereska. Theo các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay không người lái UAV và trực thăng tấn công của Nga đã nhắm mục tiêu vào xe tăng binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine khi lực lượng này tham gia cuộc tấn công ở vùng Kursk. Vào đầu tháng này, hàng nghìn quân Ukraine đã vượt qua biên giới Nga trong một động thái mà Moscow và cáo buộc là hành động khủng bố. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội với đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 19 tháng 8, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 330 quân nhân và 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện và 2 khẩu pháo và 3 súng cối. Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị phá hủy tại Kursk. Đoạn video đầu tiên dài 20 giây cho thấy một xe tăng vẫn còn trên xe tải vận chuyển, bị một máy bay không người lái trinh sát phát hiện và bị một UAV Lancet phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây cho thấy một xe bọc thép triệu quân của Ukraine đổ trên đường cao tốc. Một cuộc tấn công của UAV Lancet đã khiến phương tiện quân sự này bốc cháy, trong khi lính bộ binh Ukraine bỏ chạy. Video thứ ba cho thấy trực thăng tấn công Mi-28 cất cánh để bắn tên lửa vào cả đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 vik để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các cuộc không kích và tên lửa của Nga đã nhắm vào quân đội Ukraine cả bên trong khu vực Kursk và khu vực Sumy của Ukraine. Theo Moscow, các thành phần của lưỡng đoàn cơ giới số 22, 61 và 115, lưỡng đoàn xung kích số 80 và 82, lưỡng đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của Ukraine đã tham gia cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19 tháng 8 cho biết, sau hai tuần tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, quân đội Ukraine hiện kiểm soát 92 khu định cư ở đây hay khoảng 1.250 km vuông lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chiến dịch tấn công vào Kursk là khoản đầu tư lớn nhất nhằm đưa người Ukraine bị Nga bắt giữ trở về nhà. Ông Zelensky cho hay chúng tôi đã bắt giữ số lượng tù nhân nga lớn nhất trong một chiến dịch và đây là một kết quả quan trọng chúng tôi sẽ tiếp tục trước đó ông Zelensky tuyên bố mục tiêu chiến dịch đột kích của Ukraine là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới nga-Ukraine và gây tổn thất tối đa cho tiềm lực quân sự của Moscow theo viện nghiên cứu chiến tranh ISW lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ giới tuyến ở tỉnh Kursk, của nga và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn xa chiến lược Moscow không qua cáo buộc lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ ba ở Kursk. Các cây cầu này là một phần quan trọng trong tuyến tiếp tế của Nga ở khu vực. Ngày 19 tháng 8, theo ấn phẩm The Economist của Anh, trong bối cảnh không thể kìm hãm đà tiến của lực lượng vũ trang Nga ở Donbass, Ukraine đã quyết định tấn công vào khu vực Kursk. Đây được xem là một nước đi táo bạo nhưng đầy nguy cơ nhằm giảm sức ép cho các vị trí của Ukraine tại mặt trận Donbass. Theo tạp chí The Economist, quyết định này là kết quả của sự tuyệt vọng và sự căng thẳng gia tăng trong hàng ngũ chính trị và quân sự của Ukraine. Theo các nguồn tin được tạp chí này trích dẫn, Ukraine không chỉ nhằm đến Kursk mà ban đầu còn có ý định tấn công cả khu vực Bryansk. Mục tiêu của chiến dịch là phân tán lực lượng Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến, tạo điều kiện cho các lực lượng Ukraine tái bố trí và củng cố các vị trí ở Donbass. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine AFU Alexander Sinsky được cho là đã dự kiến kế hoạch này, chỉ chia sẻ với một nhóm nhỏ các chỉ huy quân sự và tình báo cấp cao cùng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Tờ The Economist viết, ông Zelensky từng đối mặt với nguy cơ bị cách chức do xung đột với cố vấn của Tổng thống Zelensky Andrei Yamak. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công vào Kursk, vị thế của ông đã được củng cố trong quân đội Ukraine. Đáng chú ý, đồng minh phương Tây của Ukraine dường như không hề khai biết về kế hoạch lần này. Trước đó, phương Tây đã ngăn cản hai chiến dịch của ông Sinsky với một chiến dịch bị rào dị thông tin cho Nga và một chiến dịch khác bị yêu cầu hủy bỏ. Tuy nhiên lần này, phương Tây đã đứng ngoài cuộc, không phản đối cuộc tấn công tại Kursk. Cuộc tấn công lớn vào Kurs bắt đầu từ ngày 6 tháng 8, khiến Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại khu vực này. Mối đe dọa tên lửa được báo động nhiều lần, các vụ pháo kích đã khiến hơn 140 người bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Hơn 10.000 người dân tại khu vực biên giới phải sơ tán đến các trung tâm lưu trú tạm thời. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh đổ ra ở mặt trận Kursk, Kiev đã tổn thất hơn 3.460 binh sĩ, 50 xe tăng và 45 xe bọc thép. Chiến dịch vẫn tiếp tục khi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị quân đội Nga áp đảo trên nhiều hướng. Ngày 17 tháng 8, trang pentapostagma.gr của Hy Lạp đưa tin một đoàn xe có quy mô lớn của Ukraine chở quân tiếp viện tới tỉnh Kursk, Nga đã bị tên lửa Nga tấn công tại tỉnh Sumy, Ukraine, giáp biên giới với Nga. Theo các nguồn tin Nga, cuộc tấn công tên lửa đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine. Một lượng lớn xe cứu thương của Ukraine đã đến hiện trường và đưa những người bị thương trong vụ tấn công tới bệnh viện. Tờ Bill của Đức đưa tin, hành động trả đũa của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới bắt đầu ở Kursk và điều này sẽ thực sự đáng sợ. Bài báo đặc biệt nhấn mạnh rằng, binh sĩ Nga, theo lệnh của các quan chức cấp cao, đang tiến hành đáp trả người Ukraine. Dựa trên thông tin được truyền thông phương Tây tiết lộ, trong những ngày gần đây, Nga đang vận chuyển ngày càng nhiều thiết bị quân sự tới Kursk với quy mô lớn và đang điều động binh lính từ những nơi xa xôi như Kaliningrad, Murmansk và Grozny. Theo CNN, Nga đã rút một số lượng binh sĩ cấp lữ đoàn lên tới hàng nghìn người khỏi Ukraine để bảo vệ Kursk. Do lực lượng Nga tổ chức kháng cự nhanh chóng và có hiệu quả, Quân tiếp viện đến kịp thời nên thương vong của quân Ukraine ở khu vực cốt đã tăng mạnh. Tối 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong 10 ngày kể từ khi trận chiến tại cốt bắt đầu, quân đội Nga đã gây thương vong cho tổng cộng 2.860 binh sĩ Ukraine trong cuộc phản công chống lại nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm kiểm soát tỉnh cốt của Nga. Ngoài ra, Nga cũng phá hủy khoảng 300 xe tăng, xe vận chuyển quân và xe bọc thép của Ukraine trên chiến trường cốt các nhà báo phương Tây đã chứng kiến cảnh tượng các xe quân sự của Ukraine bị đốt cháy. Julian Robert, nhà phân tích của tờ Bill cho biết, sau cuộc tấn công vào cất, các thị trấn lân cận ở tỉnh Sumy của Ukraine đã bị quân đội Nga ném bom theo cách chưa từng có. Hiện nay, Nga đang nỗ lực hết sức để tiến hành sơ tán dân thường ở khu vực biên giới giữa hai nước. Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Bengorod của Nga, ngày 16 tháng 8 tuyên bố rằng sẽ nỗ lực sơ tán 5 ngôi làng ở tỉnh Bengorod gần biên giới hai nước, giáp danh với Cớt. Theo tờ Bill, một khi dân thường di chuyển ra khỏi khu vực biên giới, Nga có thể thoải mái thực hiện đòn tấn công kép vào quân đội Ukraine ở Cớt, cả trên không và trên bộ. Vào thời điểm đó, hành động trả đũa của Tổng thống Nga Putin chính thức được phát động và nó được cho là sẽ rất kinh hoàng. Điều đáng chú ý là hành động trả đũa này không chỉ giới hạn ở Cớt mà còn mở rộng ra toàn bộ Ukraine. Theo trang Sohu của Trung Quốc, vào ngày 16 tháng 8, quân đội Nga đã phóng tên lửa Iskander tấn công dữ dội sân bay ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, phá hủy máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của Ukraine và gây ra thiệt hại lớn cho hoạt động của quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong tuần qua, mùng 10 đến 16 tháng 8, quân đội Nga còn tiến hành 17 cuộc tấn công chùm vào các cơ sở hạ tầng sân bay, khu tập kết quân dự bị của quân đội Ukraine và các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Ukraine. Hơn nữa, Nga còn giành được lợi thế trên nhiều mặt trận tiêu diệt và làm bị thương 14.560 quân Ukraine. Theo các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 16 tháng 8, tên lửa Nga đã phá hủy hai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một hệ thống Iris T của Đức ở hai khu vực của Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã gửi một số lượng chưa xác định các hệ thống phòng không tới Ukraine sau lời kêu gọi của Kiev nhằm đối phó với các cuộc không kích của Nga. Một đoạn video do Nga công bố cho thấy UAV trinh sát của nước này phát hiện hai bệ phóng Patriot và một radar AN-MPQ-65 trên một cánh đồng ở Liubimovka, khu vực Dnipro. Nga đã phóng tên lửa Iskander-M mang đầu đạn chùm và phá hủy các hệ thống trên. Một đoạn video khác cho thấy vụ tấn công ở Zelobok, cũng ở Dnipro. Ukraine triển khai 3 bệ phóng Patriot và một radar AN-MPQ-65. Điểm đặc biệt trong video này là UAV Nga đã ghi lại cảnh Patriot đang phóng hai tên lửa đánh chặn, thì ngay sau đó Iskander mở khai hỏa, phá hủy hoàn toàn hai bệ phóng và hệ thống radar. Moscow tuyên bố. Trong khi đó, video thứ ba do nga đăng tải được mô tả là ghi lại cảnh bệ phóng Iryste do đức sản xuất và radar TRLM 4D bị phá hủy cũng bằng tên lửa Iskander. Trong những tuần gần đây, quân đội nga đã nhiều lần tuyên bố nhằm mục tiêu vào lực lượng ukraine tấn công các đoàn tàu quân sự và đoàn xe đường bộ vũ khí, gây thiệt hại cho đối phương. Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500 km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander-M mang đầu đạn chùm có khả năng phân tán hỏa lực ra một khu vực, gây thiệt hại trên diện rộng cho đối phương. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay trong thời gian qua nga thường xuyên sử dụng chiến thuật quen thuộc sử dụng uav trinh sát bay làng vàng ở trên không phận ukraina nhằm khóa mục tiêu sau đó gửi tọa độ về nhóm vận hành tên lửa Dựa vào thông tin tình báo này, kiếp chắc thủ Nga sẽ phóng tên lửa Iskander vào các mục tiêu của đối thủ. Với khả năng tấn công chính xác, Iskander giúp Nga thực hiện các đòn đánh trúng mục tiêu gây thiệt hại cho Kiev. Nga đang tận dụng ưu thế về công nghệ với mạng lưới UAV trinh sát bay dài đặc sâu trong không phận Ukraine để quét mục tiêu patriot bản chất là vũ khí có khả năng cơ động sau khi khai hỏa chúng thường di chuyển nhanh chóng ra nơi khác để tránh bị tấn công tuy nhiên tên lửa iskander của nga dường như còn nhanh hơn các nhà phân tích phương tây và các nguồn tin Ukraine cho rằng nga cải tiến quy trình việc xử lý thông tin tình báo khi chỉ mất vài phút sau khi uav phát hiện mục tiêu hỏa lực của Moscow đã khai hỏa để phá hủy chúng thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác cao của vũ khí nga khiến Ukraine liên tiếp mất các vũ khí quan trọng Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời cũng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat ngày 17 tháng 8, nói với hãng tin RIA Novosti rằng lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở khu vực Kursk sắp cạn kiệt. Theo ông Alaudinov, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tích cực phá hủy thiết bị và nhân lực của đối phương. Điều này sẽ dần dẫn đến sự suy yếu nghiêm trọng của các vị trí của Ukraine theo hướng Kursk. Hiện tại, bất kỳ khu vực nào có thiết bị của Ukraina đều có thể bị tấn công ngay lập tức. Quân đội Nga cố gắng nhanh chóng loại bỏ mọi biểu hiện hoạt động của Ukraina, điều này cho phép họ không chỉ giữ được vị trí của mình mà còn làm kiệt quệ lực lượng Ukraina vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh lính dự bị. Tuy nhiên, ông Alaudinov không nói rõ khu vực do lực lượng Ukraina kiểm soát ở vùng Kursk đã bị thu hẹp bao nhiêu. Tình hình của chúng tôi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Ukraine đang cố gắng đột nhập vào lãnh thổ của chúng tôi suốt ngày đêm. Tất cả những nỗ lực này đều kết thúc bằng việc tiêu diệt nhân sự và đốt cháy thiết bị quân sự đối phương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang phá hủy kho dự trữ của kẻ thù. Ông Alaudinov cùng ngày chia sẻ với hãng thông tấn TASS. Trước đó, ngày 16 tháng 8, nhóm tác chiến phương Bắc của Nga tuyên bố đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine hướng tới Ruski, Porekny và Godeyevka ở tỉnh Kursk. Các nhóm cơ động của Ukraine cố gắng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga đã bị tiêu diệt cách Anastasevka 1 km về phía Tây và cách Cao Trúc 1,5 km về phía Đông Nam quân đội và xe cộ của Ukraine bị tấn công gần Alexandria, Snagosti, Mini, Kazachia, Loknia, Korenevo, Pleskovo và Puskani. Máy bay Nga tấn công các kho dự trữ, đạn dược và nhiên liệu của Ukraine gần Yurievo, Khoneya, Vorotba, Ivonzaka, Zurabka và Bozaro-Lezachi ở tỉnh Sumy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất tới 220 quân và 19 xe bọc thép, bao gồm 4 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân và 7 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 7 ô tô, 3 bệ phóng HIMARS, 2 xe vận chuyển tên lửa dẫn đường và 2 hệ thống pháo trong một ngày. Tổng thiệt hại của Ukraine trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chiến đấu ở Kursk bao gồm 2.860 quân nhân, 41 xe tăng, 40 xe bọc thép chở quân, 23 xe bộ binh tác chiến, 213 xe chiến đấu bọc thép, 102 ô tô, 4 hệ thống phòng không, 6 hệ thống tên lửa phóng loạt, 2 xe vận chuyển tên lửa dẫn đường, 22 hệ thống pháo và 3 trạm tác chiến điện tử. Tờ Important Stories của Nga trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết một trung đoàn súng trường cơ giới của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được triển khai đến Kursk, khu vực giáp danh với vùng Sumy của Ukraine. Đơn vị này được thành lập vào tháng 5 và tháng 6 năm 2024, bao gồm nhân sự từ các công ty an ninh và hậu cần, kỹ sư, thợ máy, một số sĩ quan và quân nhân từ một cảng vũ trụ của Nga. Ngoài ra, còn có nhân sự từ các căn cứ đặc biệt của lực lượng hàng không vũ trụ và các trạm TADA ở vùng Tovonet của Nga. Những người này trước đây từng điều hành lực lượng gian đe hạt nhân của Nga. Theo Important Stories, trung đoàn trên được giao nhiệm vụ đẩy lùi quân đội Ukraine sau khi Kyiv tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8 tại Kursk. Trong bản phân tích mới nhất về tình hình xung đột, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công Kursk buộc Nga phải tái triển khai quân đội từ tiền tuyến ở Ukraine đến bảo vệ biên giới. Theo ISW, nhiều khả năng các giai đoạn giao tranh tiếp theo trong lãnh thổ Nga sẽ đòi hỏi Moscow phải dành nhiều nguồn lực hơn cho khu vực này. ISVK cũng trích dẫn một số thông tin từ Wall Street Journal cho biết Moscow đã điều khoảng 5.000 nhân sự từ Ukraine đến Kursk tính đến ngày 13 tháng 8. Theo ISVK, số lượng nhân lực và vật lực mà Nga cần điều động tới Kursk sẽ phụ thuộc vào mức độ tấn công của quân đội Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát các khu định cư mới vào ngày 6 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bất ngờ vượt biên và tấn công vùng Kursk của Nga. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhằm về phía quân đội Ukraine. Hãng tin RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 8, các lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất hơn 330 binh sĩ và 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe vận tải bọc thép, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo và 3 khẩu súng cối. Các video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị tiêu diệt ở vùng Kursk. Trong đoạn video đầu tiên dài 20 giây, một chiếc xe tăng vẫn còn nằm trên xe tải vận chuyển đã bị một UAV trinh sát của Nga phát hiện, sau đó đã bị một UAV lan xét tấn công phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây ghi lại cảnh một xe bọc thép chở quân APC của Ukraine được bố trí trên đường cao tốc. Cuộc tấn công bằng UAV lan xét của Nga đã khiến APC bốc cháy, trong khi bộ binh Ukraine khoảng sợ chạy toán loạn. Đoạn video thứ ba là cuộc tấn công từ các trực thăng Mi-28 mà NATO gọi là Havok, phóng tên lửa vào các đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng Mi-28 đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vik, NATO gọi là AT-16 Scalian, để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ nhắm vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk mà còn ở vùng Sumy của Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk thông báo trên Telegram hôm 18 tháng 8. Ở gương Kursk, thêm một cây cầu nữa bị phá hủy, không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác, ảnh hưởng đáng kể tới tiến trình của các cuộc giao tranh. Ông Oleg Chuk cũng đăng một đoạn video cho thấy đám mây lớn bốc cháy lên từ một vụ nổ trên cây cầu chiến lược bắc qua sông Seim ở khu vực Kursk của Nga và một trong những đoạn cầu bị phá hủy. Trước đó hai ngày, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu khác bắc qua sông Seim. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công này, có khả năng là tên lửa Khima-S do Mỹ sản xuất. Việc phá hủy các cây cầu ở Kursk là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Nga ở khu vực này. Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn tuyến đường khuyết mạch của Moscow. Roman Anjokin, cố vấn cho quyền thống đốc tỉnh Kursk và là một blogger quân sự, cũng cho hay lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cầu Svanoe, cách Kruskovo khoảng 7 km nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở tỉnh Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào tối ngày 18 tháng 8. Hoạt động của chúng tôi ở khu vực Kursk đang gây ra tổn thất cho quân đội Nga và nhà nước Nga, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế của họ. Theo ông Zelensky, sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở Kursk đang trở nên mạnh mẽ hơn và bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình. Ông Zelensky cảm ơn các lực lượng Ukraine tham gia vào hoạt động ở Kursk và ở mặt trận phía đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự như đã cam kết. Ông Zelensky nhấn mạnh, về việc chuyển giao hàng viện trợ từ các đối tác của chúng tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã kêu gọi rất nhiều, chiến tranh không có ngày nghỉ. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết, Kiev đang đạt được thêm nhiều bước tiến ở khu vực Kursk và chia sẻ hình ảnh được cho là xe tăng của lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Onkopka, cách thị trấn sút xa ở Kursk khoảng 20 km về phía Bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát sút sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này. Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Nga đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh. Người đứng đầu quận Korenevsky ở vùng Kursk, Marina Detyareva, kêu gọi người dân không quay trở lại sau khi đã rời khỏi khu vực này. Bà Detyareva nhấn mạnh tình hình giao tranh trên lãnh thổ của chúng ta vẫn còn phức tạp một số công dân vẫn tìm cách trở về nhà do đó cản trở công việc của quân đội cho đến nay việc trở về khu vực này là điều cần tránh đối với người dân địa phương và đôi khi dẫn đến những thảm kịch khủng khiếp